Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Hùng đến từ công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Vâng, và hôm nay hai anh em chúng tôi đang có một chuyến đi về nhà anh Khoa ở Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ. Thì anh Khoa có nhờ hai anh em chúng, nhờ công ty chúng tôi qua khảo sát thiết kế cho anh căn nhà vườn mái Thái. Thì mời các bạn theo dõi cung đường tới gần nhà anh Khoa. Vâng, và đây là cung đường tới gần nhà anh Khoa. Vâng, xin bật mí với tất cả các bạn thì hiện nay trên thị trường, công ty Kisato chúng tôi là công ty duy nhất trên thị trường phục vụ khách hàng tại 63 tỉnh thành và là công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế, áp dụng công nghệ mới từ khâu khảo sát tới khâu thiết kế để cho khách hàng và kiến trúc sư có thể phối hợp chặt chẽ với nhau cho ra một ngôi nhà đầy đủ công năng, tiện nghi và mang phong cách riêng của khách hàng. Vâng, và xin hẹn gặp lại các bạn ở nhà anh Khoa. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì tôi đã có mặt tại nhà anh Khoa ở xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Thì đây là cổng ngõ vào nhà anh Khoa. Thì thực sự là một cái ngõ tuyệt vời. Đi sâu vào nhà mới đi sâu vào 20 mét anh nhỉ, 20-30 mét với cổng chính. Sau này thì gia chủ sẽ thiết kế một hàng rào khu vực này. Đấy. Đất ruộng này thì anh cũng dự kiến sau này sẽ mua lại. Đẹp quá anh ạ. Em quay hiện trạng cho các bạn định hình khuôn viên mình. Đây cổng chính nhà gia chủ đây. Đúng là kiểu nhà vườn, cây nhà lá vườn anh nhỉ. Vâng. Đúng rồi, anh chỉnh cái đường này vuông. Đường vào nó cong cong thì cũng đẹp thôi. Mà mình đi sâu vào đây cho em. Cái này thì khoảng bao nhiêu hôm thì bọn em hoàn thành bản vẽ này? Thì tầm dự trù bọn em là tầm hơn một tháng. Chủ yếu là cái giai đoạn gia đình mình và công kiến trúc sư bọn em là cái thông cái phương án mặt bằng ấy anh. Chủ yếu giai đoạn hai bên hợp tác chỗ phương án mặt bằng và 3D thôi. Là giai đoạn đấy là mình bao giờ ưng ý thì thôi. Đấy. Chủ yếu giai đoạn đấy. Còn khi mà bọn em đã chốt được phương án 3D, bọn em đẩy kết cấu nhanh mà. Đẩy kết cấu chỉ tầm hơn một tuần là xong thôi. Này. Thì nhà anh Khoa thì sẽ xây lại khu nhà vườn tại đúng vị trí cũ, hướng cũ. Chúng tôi sẽ đo lại hướng cũ nhà anh. Thơm quá bà. Anh ơi, nhà mình sau này sẽ dùng cả nước sạch cả giếng khoan đấy. Vâng. Đấy thì em thì nhìn thấy đây em thì cũng định hình cho gia đình mình thôi. Còn cái đấy thì em sẽ lấy đấy. Em sẽ gọi lại về văn phòng xác nhận lại hồ sơ còn lưu lại không. Vâng. Vâng đúng rồi, kết hợp thế là tốt. Bây giờ nếu chốt mà cái kích thước nhà bây giờ mình chưa thể chốt được ngay đâu. Vâng, đây xong em